Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái cắt size thời trang Tilly Shop. Thì bữa hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái slider nick brand, danh sách thương hiệu ở bên dưới này. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm giống như cái slider nick brand ở bên này. Đó. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm giống cái slider này. Thì tôi tương tự thì tôi cũng vô cái trang index và tôi bắt đầu viết code HTML. Thì đầu tiên thì tôi cũng có cái này sức sạch. Bên trong thẻ section thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng section nick brand. Tiếp theo thì bên trong nó thì tôi có cái thẻ div. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng container. Rồi bên trong thì tôi lại có cái thẻ h3. H3 này tôi sẽ cho nó cái class là bằng line. Rồi, theo tôi thêm cho nó class là test center. Rồi, tiếp theo thì cái nội dung thì tôi sẽ cho nó là make plan. Rồi, tôi cho size. Rồi, tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó, thì nó đã có cái title make plan như vậy. Và tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ bên dưới thì tôi sẽ có cái thẻ là full. Cái URL thì tôi sẽ cho nó cái ID là bằng Black Seashell RAM. Rồi tiếp theo là bên trong nó là tôi sẽ có cái thẻ NI. Rồi bên trong nó thì tôi trong thẻ NI này thì tôi lại có cái thẻ A. A tôi sẽ cho cái href là bằng thằng. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi lại có thẻ img. Thẻ img thì tôi sẽ có cái src. Thì tôi sẽ chọn cái folder image của tôi. Tôi sẽ chọn cái folder img. Rồi img gạch ngang logo. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ chọn cái hình của tôi. Chẳng hạn như tôi dùng folder img. Rồi folder img logo. Chẳng hạn như là thì tôi sẽ có cái hình này chẳng hạn. Tôi sẽ copy cái tên hình này. Và tôi sẽ paste ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi có cái tính ANT. ANT tôi để rộng lên. Rồi tôi cho size. Rồi tôi sẽ đi tìm phép lại trình duyệt. Đó, thì tôi cái hình thì tôi đã có một cái hình như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái thẻ NI này xuống và tôi tạo ra cho các item còn lại. Đó, tiếp theo thì tôi sẽ thay thế cái hình ở bên dưới này thành cái hình khác chẳng hạn. Thì tôi thay thế bằng hình này. Tôi sẽ copy cái tên hình. Tôi sẽ paste vào đây. Rồi tiếp theo thì tôi có cái hình. Tôi sẽ xài cái hình này. Tôi sẽ copy cái tên hình rồi. Và tôi thay thế cho cái hình này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái hình chẳng hạn như hình line logo này. Tôi sẽ copy tên hình. Đó, các bạn có cũng thay thế, các bạn có thể tự chọn cái hình của mình và các bạn map cho mấy cái chỗ thẻ SRC này. Là các bạn có thể download các file hình của tôi. Tôi sẽ để cái folder để các bạn download các hình này để các bạn download về và sử dụng. Còn là các bạn tự download từ internet, các bạn tự up cái hình của các bạn vô ở mấy cái chỗ này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái hình đây, chẳng hạn như tôi có hình này. Tôi sẽ copy cái tên hình. Tôi sẽ thay thế ở chỗ này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tương tự tôi cũng thay thế cho các hình còn lại.
rồi tôi cho save, rồi tôi sẽ nhìn cái này trình duyệt. Rồi bây giờ tôi đã có một số cái link hình đại diện cho các thương hiệu như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ đi viết chỉ tay để chỉnh lại chỉ tay cho nó. Sau đó là tôi sẽ viết script để chỉnh cho cái slider nó phải chạy được. Đó thì tôi cũng đi vô cái folder home và tôi sẽ viết chỉ tay để chỉnh cho nó. Thì tôi cũng đi chú nó lại nè. Chỉ tay for big fat. Thì ở bên này thì tôi cũng có cái section là Nick Van, tôi sẽ copy cái tên section này qua. Section Nick Van này đầu tiên thì tôi sẽ cho nó extend từ cái style slider nutshell. Đây, thì ở đây tôi có cái một cái class này và tôi sẽ phải kế thừa lại từ cái class ở trên này. Đó, tôi sẽ kế thừa lại cái class ở trên này. Ở bên dưới thì tôi sẽ sử dụng qua từ khóa là a cộng extend để mà kế thừa này. Rồi tiếp theo thì cái nick ra này thì tôi muốn cho nó cái căn này cho nó cách ở bên phía bên trên này khoảng 30 pixel. Tôi sẽ cho nó thêm cái mặt trên top. Tôi cho là 30 pixel. Rồi tôi cho save. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn nề cho bên trên cách bên trên 30 pixel cho tôi. Rồi tiếp theo thì ở bên trong này thì tôi cũng có cái class là container, thì tôi cũng viết style cho cái class này. Class container thì tôi bên trong nó thì nó lại có cái thẻ img, tôi sẽ viết style cho cái thẻ img này. Thẻ img tôi sẽ cho nó cái width cho là 300 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó cái height. Tôi cho là 200 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó cái margin bottom. Thì tôi cho nó khoảng 20 pixel. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó thì mấy cái hình bây giờ nó đã có cái chiều cao và chiều dài bằng nhau như vậy. Đó. Tiếp theo thì tôi sẽ đi viết script để mà trigger cho cái slider này nó chạy. Thì tôi cũng xuống cái đoạn script bữa trước mà tôi đã viết cho cái slider hot rod đất. Thì bữa trước thì tôi đã viết một cái đoạn script để cho cái slider hot rod đất ở bên trên nó chạy như vậy. Thì cái slider nick này nó cũng tương tự như cái slider hot rod đất, nên là tôi copy xuống và tôi chỉnh sửa. Rồi ở trên này thì tôi cái thẻ UL thì tôi có đặt cho nó cái ID nào vector shell gang, thì tôi sẽ copy cái ID này và tôi thay thế cho cái chỗ này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ chỉnh sửa cho nó một số cái thông số. Chẳng như là cái visible item thì bây giờ tôi sửa lại cho nó là còn 3 thôi. Thì mấy cái hình logo và thương hiệu thì nó dài nên là tôi sẽ chỉnh sửa lại cho nó là 3 thôi. Rồi cái chỗ animation speed thì tôi chỉnh sửa cho nó là 1000. Rồi auto play thì tôi để là true. Rồi auto play speed thì tôi sửa lại thành cho nó là 3000, tức là tương đương với 3 giây. Rồi follower thì tôi để là true. Rồi enable response breakpoint thì tôi cũng để là true. Rồi response breakpoint thì cái chỗ này cái port chain thì tôi cũng để cho nó tương tự như vậy, tôi không sửa gì hết và tôi click cho save. Rồi tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. Đó thì bây giờ tôi đã có cái slider nick brand, đó là cái danh sách thương hiệu như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn cho nó xuất hiện là hai hình icon hai bên này, tôi sẽ cho nó một hình hai hình icon mũi tên để cho người ta nick chuột cho. Thì tôi sẽ đi viết style cho nó. Thì tôi sẽ quay lại trang home và tôi sẽ viết style cho cái hai hình icon này. Thì hai hình icon thì tôi có cái class là LBS NextShell Nap Nap. Thì tôi sẽ viết cho nó như sau. Đó, thì tôi sẽ cho nó cái app cho nó 0 pixel. Tiếp theo thì tôi có cái margin top. Margin top thì tôi cho là 15 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho cái background. Đó, background thì tôi cũng có, tôi cũng tương tự như ở cái phần trên này, tôi sẽ copy luôn cái chỗ này xuống.
chỗ này thì tôi chỉnh sửa cho nó là trừ 15 phút sau. Rồi tôi đi cho sai. Rồi tôi đi test lại chỉnh duyệt. Đó thì bây giờ bên trái nó đã có thêm cái hình icon mũi tên như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ làm cho cái hình bên phải. Hình bên phải thì nó cũng tương tự như cái phần ở section hot product thì tôi cũng copy cái class này xuống. Chỉnh sửa cho nó nhanh. Chỗ này tôi thêm cho nó cái thuộc tính là margin top là 15. Cho nó là 15 pixel. Và cái chỗ này tôi sửa lại thành 5 pixel. Rồi tôi đi vô size. Rồi tôi đi phép để chỉnh duyệt. Đó thì bây giờ là bên phải nó đã có hình icon như vậy. Đó. Đó, chẳng hạn như tôi click cho thì nó sẽ thay đổi. Cái slider nó sẽ đi theo cái chiều mà chúng ta click cho cái icon này. Đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái slider click ra này. Còn buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái phần footer cho cái trang home này. Đó, vậy thì tôi sẽ làm cái phần footer ở dưới này. Tôi sẽ làm nó tương tự như cái phần footer này. Đó. Thì tôi xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Tôi xin hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.